À, cô Dung hiện tại là ở Tiền Giang ha? Dạ. Huyện nào cô? Quyện Cai Lậy. À, Cái Lậy. Dạ. Rồi hôm nay cô Dung kết nối là để kiếm ai cô Dung? Dạ, tôi kết nối thì nhờ Tuấn Vĩ giúp đỡ cho tôi kiếm đứa con gái Út của tôi nó bị thất lạc. Dạ. Rồi con của cô là sinh năm mấy cô? Nó sinh năm 1985, nay nó 38 tuổi rồi. Dạ, lúc thất lạc là bao nhiêu tuổi? Thất lạc nó là cũng như trong giấy ngày dương thì 16, còn giấy âm là 17. 16 tuổi hả? Lúc đó 16 tuổi hả? Dạ, 16. Dạ. Vậy rồi hồi đó thất lạc nhau rằng sao cô ạ? Hồi đó là cũng như nhà tôi ở gần cái đình, như tôi ở sông bên này, cái đình ở bên kia đối diện với nhau. Rồi chiều bữa đó cũng 10, bữa 10, 16, 17 đó là cũng đình. Rồi có gánh hát về bội, ở gánh hát bội á, nó về nó hát rồi nó mới đi đằng này. Anh em đồ lúc sớm nó rủ bơi xuồng qua bển nó coi, rồi mới đi qua bển coi hát bội khoảng chừng 9-10 giờ á. Mấy đứa này nó về nó mới đi kiếm nó mất tiêu luôn. Lúc đó mất luôn, nó đi kiếm nó nặng về đó, khuya rồi 9-10 giờ rồi đó, kiếm rồi không thấy nó rồi đó, kiếm luôn tới sáng luôn, rồi báo chánh quyền xã rồi lên rồi vô rồi kiếm cũng không kiếm không có. Vậy là lúc đi là có đi với mấy người nữa hả? Dạ đi chung ở đến sớm trong ghiền cũng chạm lứa lứa với nó đó, rồi bơi qua bển xong qua bển nó được coi hát bội. Còn tới giờ mấy đứa nó về mới đi kiếm nó, đi kiếm ra không có, mới về mới hỏi coi nó có về nhà không. Rồi tôi nó không có về, rồi mới tá quả qua bển kiếm rồi không thấy gì hết, kiếm nó tới sáng luôn. Vậy thì theo cô là cái thời điểm mà ngồi coi này kia thì có ai thấy em đó ngồi coi cùng không? Có, cũng ai cũng biết tên nội mà mấy người ở đó coi là ai cũng đều biết nó hết. Nó hồi mới thấy nó đây nè, mà mới thấy nó đây nè mà vậy mà kiếm không có, tại ở xóm nó nói ngang sông chứ cũng chung một xóm, ai cũng đều biết nó hết. Dạ. Mà theo cô thì là gia đình mình có nghi ngờ cái điều gì xảy ra nhé, là cao nhất. Hồi đó là báo chính quyền nói là nghi là bắt cóc á, người ta bắt cóc. À, lúc đó 16 tuổi rồi mà cô ha. Dạ. Còn nếu ví dụ như mà em đó về trước bằng xuồng á thì là có thể có cái khả năng đó xảy ra không? Về hả? Dạ, có khi nào em nó tự động về trước mà về bằng xuồng Không, rồi. không được. Vậy tại vì có xuồng mới về được, còn không có xuồng đâu có về được. Dạ, nếu mà nếu ví dụ như mà người có việc gì có té sông hoặc này kia có lỗi sông thì phải là bằng xuồng chứ đâu có lỗi lỗi bộ được đúng không cô? Dạ, đúng rồi, phải có xuồng qua mới được, tại vì không có cầu lúc thời đó, điểm đó là chưa bắt cầu gì hết. Dạ. Mà nó biết lội, mà nó biết lội, lội giỏi lắm. Tại gần sông nè, rồi nó tối nó chè nó tắm, hồi nhỏ nó tắm lội hay lắm. À, mà nếu tình trạng mà có tự động lấy xuồng về thì cái xuồng đó nó phải mất chứ đâu có thể nào mà nếu ví dụ chẳng hạn như lật xuồng thì cái xuồng trên bờ nó sẽ mất chứ đâu có phải là mình tình huống đó xảy ra đâu cô ha. Dạ, nó không có gì tước đâu, tại vì đi chung một đám mà cũng đi tới đi lui đó, cũng còn ở đó mới thấy nó không, mà ai cũng mới thấy được thì mới thấy được thì. À, lạ lùng quá ha, ở ở vùng quê mà cũng cũng có tình trạng đó xảy ra cô ha. Hồi đó nghi là bắt cóc thôi, tại vì gánh hát này nó ở xa, nó tới gánh hát ở ngoài Đồng Nai lận, đoàn gánh hát này nó ở ngoài Đồng Nai lận. Rồi cũng có đi ra ngoài kiếm hỏi, rồi mấy người ngoài nói hô cái đoàn ổng mà là họ nào giờ không có vụ đó, không có ai bắt cóc gì hết, đoàn ổng tốt, ta nói vậy á. Lạ lùng quá. Là cái hình Cũng của sợ con nó đi cô. theo đoàn đó, Tuấn Vĩ sợ nó đi theo đoàn hát đó, mà ra ngoài kiếm thì người ta nó không có, nó không có theo ngoài. Mà đoàn có đi trong đêm không? Cô có biết không? Đêm ở 2-3 đêm, ở đêm bữa mà rằm rồi 16 rồi 17, sáng 18 mới về. Nhưng mà rồi vậy là con cô mất tích thì sau đó đoàn vẫn còn diễn ở đó 1-2 đêm nữa phải không? Là sáng ngày ta đi về đó,
mất bữa À. là bữa đêm cuối cùng á, buổi sáng là ta mới cuốn gói ta về. À sáng người ta cũng có về, nhưng mà chắc là cái tình trạng mà nói con cô theo đoàn thì chắc là không có, bởi vì người ta đi buổi sáng mà buổi ngày mà Đi à, bằng lại đêm, mất bữa đoàn bằng đêm. nhưng mà đoàn đi á, đoàn dọn đi chắc là buổi sáng người ta mới dọn phải không? Dạ, buổi sáng. Ồ lạ lùng quá ha, mà lúc Dạ, đó bởi cũng vậy. lớn rồi. Dạ. Trông chờ hoài, tính là nó lớn rồi chắc nó cũng biết đường nó về. Kiểu này không biết bắt cóc hà, nó không có tự nó đi đi, từ nhỏ giờ nó không có biết đi đâu hết á. Rồi vậy thì cô cho con xin cái thông tin của những người trong gia đình cô ạ. Tên là sao, là anh em á hả? Anh em, anh chị em với ba mẹ này kia đó Có cô ạ. ba người, một người chị, hai người anh. Chị tên gì? Chị tên Quỳnh Thị Phượng, nay nó tuổi tị, nay 40, tị 47 không ta. Rồi chị tên Phượng, rồi tới tới bé mất tích đó hả? Tới thằng thứ ba là Quỳnh Văn Sang, nó tuổi 10, nó cũng 45 6 gì đó. Rồi còn rồi tới Thằng thứ ba là Quỳnh Hoài Hận, tôi tức nay là 42 ạ. rồi sang rồi tới Hận hả? Dạ, Quỳnh Văn Sang rồi tới Quỳnh Hận, rồi nó mới Quỳnh Thị Nga đó. Nhà thường gọi là Gùa cũng vậy, nhà nó kêu nó là Gùa không à. Cái bằng rùa. Dạ. Rồi cái tinh thần, rồi cái tính cách rồi này kia, em nó có lanh lợi này kia không? Lanh, nó lanh lắm, nội nó là nó lanh hơn mấy anh mấy chị nó luôn, lanh lắm, nó biết điều biết chuyện, nó nói chuyện tí lia luôn, nói chuyện lễ phép chứ lắm, mấy anh nó không được như nó. Vậy mà sao mất tích lúc 16, 17 tuổi mà cũng có thể người ta dùng bằng thủ đoạn nào mà có thể bắt được em nó ha? Dạ như vậy nè, tính vậy là cũng như là ở sau đình đó có bỏ lại đôi dép nó, mà tôi nghĩ là đôi dép nó hồi đó là tôi cũng mới mua còn mới lắm, mà đôi dép này là hơi cũ, công an nói là hơi cũ. Rồi ra sau đó là có đi bước qua cái mương, à, ngay có mương có cái đám cỏ đó, quần như cái đám cỏ luôn, mới đi ra cái lộ lớn sau sau đình đó, là người ta nói là bắt cóc bịt miệng nó gì ra tới đó, rồi nó giãy nó giụa nó lọt ở dưới á, giải dụ á. Lạ lùng quá cô ha, tội nghiệp em đó quá. À, hồi hồi mới á, thì nó nói với mấy đứa bạn ở xóm rồi đó, nó nói dò ta xình không mà để ta ra làm sao ta rửa dò. Rồi cái đêm tước á, tôi với nó đi đêm đêm bữa đêm 16 là tôi với nó đi, mà nó nói mẹ ơi ở sau này có cái nhà tắm, nhà đi tiểu, con mới đi tiểu vô nè. Nó hô trời ơi con sao tới tới thui mà sao con đi ngoài rồi con không sợ ha. Nó không sợ. Rồi đêm 17 á, thì nó nói với mấy bạn ở xóm đó là nó nói là để nó đi tệ rửa giò, giò nó hơi sình đó, đằng này cũng sợ xuống sông rửa, nó cho tôi cũng đi kiếm, đi kiếm bơi xuồng rồi đi kiếm. Mà nó nói hồi đêm tước là nó nói là nó ra làm sao có cái nhà tắm. Rồi tôi nghĩ là đêm trước nó nói vậy, rồi đêm sau nó dò nó sình đó, rồi nó đi làm sao nó rửa ra, lúc đó là người ta bắt nó đó, bịt miệng nó hay gì mới dẫn đi ra làm sao, nó ra tới ngoài lộ luôn. Mà đêm đó mưa lắm ta, đứng dậy đêm mưa tầm tã luôn á, sình lắm. Theo như cô nói vậy thì ở đó là cái vùng nông thôn đúng không cô? Phải bơi xuồng này kia là cái vùng nông thôn. Mà Nhà nông thời thôn rồi, nó nông thôn. thời đó chắc là còn vắng vẻ này kia lắm, mà cũng có cái tình trạng đó xảy ra hả cô ha? Dạ. Tân Thôi dĩ thì đưa lên giúp đỡ em tôi nhưng tân dĩ thì tìm bây được giờ hơn. bây giờ chỉ có cập nhật lên thì có may mắn em nó mà nghe được thì cái điều đó là cái điều may mắn, thì cũng đôi khi có thể là do sau đó nữa thì mặc cảm việc này việc kia hoặc là thế nào đó rồi em nó không có về. Trường hợp của cô thật sự là
thấy cũng khó đoán quá. Thế bây giờ chỉ có cập nhật lên rồi chờ vào cái sự may mắn thôi. Nhà có vậy thôi chứ giờ không biết đâu, tiệm nhà tông chờ hoài, biết như nó đồn vậy hồi mới mất đó, nó đồn là nó đi theo thằng này đi theo thằng kia, tới nay họ cũng vẫn hỏi tôi nữa tính vậy. Anh nói bà giấu con bà đi theo rồi bà giấu đồn vậy đó. Thì đi theo thì về chứ đi theo đâu Đi có bịt theo đất gì vậy? là nay là nó cũng về rồi, nó sợ cha sợ mẹ rồi nó cũng về rồi chứ đâu. Lớn rồi. Rồi thì mình cũng chỉ phỏng đoán phần nào vậy thôi chứ còn tất cả nữa thì vẫn đang còn là cái ẩn số, mình cũng chưa biết được cái lý do ra sao. Thì cũng hy vọng là sau khi con cập nhật thì em nó có mạnh giỏi mà có nghe được câu chuyện này thì thấy được cái sự mà tha thiết của gia đình thì có hoặc là có ai thấy đâu đó thì người ta báo cho mình. Thì cũng sợ cho nó bắt cóc rồi nó cho uống này uống kia rồi đầu óc nó không còn nhớ gì tới nhà nó tấn vậy, thì mình dơ lên về đây rồi nhờ tấn vậy đưa lên thì cũng như có ai ở biết nó tình trạng nó vậy vậy đó, họ điều trị đi rồi tôi cũng biết hậu tạ, nhưng mà ai mà biết nó ở đâu chỉ nó thì sau này tôi hậu tạ nhờ tấn vậy giúp đỡ nhờ tấn vậy chứ tấn vậy giờ tôi nghĩ như vậy nè, tấn vậy đưa lên tấn vậy cũng nói là cũng như ví dụ mà ai mà có giết nó chết hay hoặc nó chết đó đâu á thì mà ai mà biết á ngày tháng rồi là nó chết đó thì cũng cho tôi biết đi, thì sau này tôi cũng hậu tạ nữa, chết tôi cũng hậu tạ mà còn sống nó về tôi cũng hậu tạ nữa, nhà tính dĩ giúp đỡ mình tôi như tấn vậy tấn dĩ Để đưa con lên như đăng vậy để con đó. đăng tin con. Rồi vậy gia đình mình thì bây giờ vẫn còn ở cái lẻ của hết. Dạ cũng ở tại đình luôn, y cũ luôn, gần cái đình vậy đó, đưa lên cái đình là điều ai cũng đều biết tên, lúc đó mất rồi nó cũng đồn rồi lên dữ lắm. Rồi Dễ vậy. đưa như vậy nè, nhưng hồi đó là có thằng em á, em của tôi đó là tức là thằng cậu nó, cậu út nó làm công an với huyện Cai Lậy á, rồi người ta đồn người ta nói gia đình làm công an không ai dám chỉ gì hết, đồn ta nói vậy á, rồi mình tới đó mình hỏi cái người ta nói ôi, gia đình công an ta sợ bị bắt lắm ta không dám nói gì hết. Rồi vậy nha cô, rồi con cập nhật rồi có ai báo gì con cho cô hay. Dạ, tôi cũng hy vọng hai cái đó nếu còn sống thì mình kiếm nó được, còn nếu có chết thì ai mà biết nó chết nó ngày tháng năm đi cho tôi biết đi, nếu yêu cầu cái ngày cái tháng cái năm nó thôi tôi biết đi là tôi dỗ nó thôi, tôi không có làm khó làm dễ gì trơn, giờ tôi biết tình trạng như vậy là tôi không có làm khó làm dễ, miễn tôi biết tin tức của con của tôi sống hào hoặc chết gì đi tôi cũng không làm khó đâu, tôi bỏ qua hết tất cả tại mình đời giờ mình cũng tu rồi tấn vậy, mình cũng biết điều biết chuyện cái đó thôi, giờ lỡ như vậy rồi thì giờ mình bỏ qua hết tất cả, con mình còn sống thì nó về với mình được, còn nếu nó có chết thì mình biết ngày biết tháng nó đi đặng mình dỗ nó thôi, tội nó bỏ mấy chục năm nay nó thôi, nhưng thân vậy vậy giúp đỡ mình tôi vậy thân vậy Cái năm xảy ra việc là năm chín mươi mấy cô? năm 2001, Năm 2001. 2001 là tháng 6 âm lịch mình á, cúng đình Rồi. nó nói cúng đình là điều ai cũng đều biết hết. Năm 2001. Rồi, ok nha cô. Rồi cô nghỉ ngơi nha. Rồi có tin gì để con báo cô hay. Nhờ tấn chỉ giúp đỡ mình tôi nhưng tôi vậy sau Rồi. này nếu mà sống biết sống thì tôi cũng hậu tạ, mà biết chết cũng hậu tạ nữa, nhờ cô bác cộng đồng bạn giúp đỡ giùm tôi đang cảm ơn. Rồi con chào cô nha. Chào tấn vậy nha. Đúng rồi, để chị nói Rồi. trước đi. Anh ngồi nghe chị nói, khi nào chị nói xong đó rồi anh có muốn bổ sung gì thêm thì chị sẽ nói cho nó rõ ràng hơn chị ha. Rồi, Rồi, đúng rồi. bây giờ này cho em hỏi này là anh chị tên gì? Chị tên là Nguyễn Thị Phận, chị ở Vạn Ninh, Khánh Hòa. Còn Rồi. anh tên là Bùi Văn Luông, sinh năm 1960, Rồi. Vạn Ninh, Rồi. Khánh Hòa. Rồi. Rồi hôm nay đó là anh chị muốn lên chương trình để kiếm ai?
kiếm mẹ chồng của chị là mẹ của anh á. Rồi, mẹ của anh. Rồi, chị có biết tên của mẹ của anh không? Không luôn em, Không coi như biết. là cái hồi đó năm 1965 á, là ông chồng của chị là ông biết là ông có một người mẹ với cá nội là ở đâu miền Tây ấy, anh nói tiếng miền Tây, xong rồi ông nói là lúc đó mẹ anh dẫn đi chơi á, tới nhà cái bà cô đó nuôi rắn, ở chỗ đó nuôi rắn nhiều á, xong rồi Rắn. trăng rắn gì Rắn. đó, rồi trong trong gia đình bên nội bên ngoại gì đó có một người tên Hạnh với một người tên Phúc, rồi bắt đầu mẹ chồng của chị á mới dẫn đi ra Nha Trang, Dạ. là chồng của chị là ông biết có bà nội dẫn đi nhà thờ, đi ra đó có tre nhiều lắm Rồi, cho em rồi. hỏi này nha. Cho em hỏi từ từ để mình dễ phân biệt ha. Là cái Dạ. người tên Hạnh và người tên Phúc đó là ở địa phương nào? Cũng không biết địa phương luôn em, lúc đó chồng chị ông còn nhỏ quá không biết Dạ. đó cũng ở một cây. nhưng mà ông chồng chị hồi nhỏ ông nói tiếng miền Tây, cô Rồi. Caro bỏ vô kêu Google á. Rồi, cho em hỏi nè. Là cái người tên Hạnh và tên Phúc đó là có thể ở miền Tây hay là ở miền nào? Ở miền Tây luôn á. Rồi, và cái người tên Hạnh và tên Phúc đó là quan hệ như thế nào với mẹ? Cô gì Bên cô, bên chú hay là bên mờ, bên cô bên gì cậu, bên gì gì đó. Đó, nói chung là à dặn. Cô à đó cũng vậy là nhớ tên của người người bà con nhưng mà tên mẹ lại không nhớ. tên mẹ không nhớ Không luôn, nhớ. còn ông cha thì mất rồi, ông À, cha là đi lính mất. thời điểm đó là ông cha mất. Rồi, rồi tiếp theo, tiếp theo hồi nãy chị kể là đến nhà bà nội làm sao đó. Rồi, ở nhà bà nội dẫn đi nhà thờ, rồi đi đi ngang qua mấy cái bụi tre á, ông nhớ là như vậy, với là ổng là người Đi đạo Thiên Chúa, nghĩa địa chôn về cho ông về ở nghĩa địa, ở ghi rồi bắt địa đầu đó từ đó là bà Mỹ mới dẫn ra Nha Trang, không dẫn ra Nha Trang rồi bà Mỹ mới làm sở Mỹ, bà Mỹ đẻ ra một đứa em gái Mỹ, xong rồi bà Mỹ mới bệnh, đặt con là đứa em gái Mỹ đã sanh khoảng năm 60 17 á, 68 vậy ạ, không 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 66 tám 66 người 67 vậy ạ, rồi bà dạ Mỹ mới giao cho hai một hai người bạn đồng đồng nghiệp với lỡ Mỹ là làm sở Mỹ á, một người tên Đông, một người tên Thu, là người tên Thu đó là ở người Đà Nẵng á, rồi Dạ. sau này mới là Mỹ đi chữa bệnh, Mỹ bớt bệnh Mỹ quay lại rồi Mỹ đi luôn, Rồi. rồi Rồi. cái người mà tên tên Đông á là mới cho lại một người ở Vạn Ninh, là rồi còn người em Mỹ là cha đi đâu không biết đó. Rồi. Vậy rồi cái lúc đó là mẹ sinh cái em Mỹ đó ra là ở địa phương nào, tỉnh thành nào? Ở Nha Trang luôn, ở Nha Trang luôn, đường Hồng Bàng. Dạ. Bốn trên một tháng, một hai tháng gì đó. Rồi. Vậy có nghĩa là vào năm 1966 thì mẹ sinh ra một em Mỹ Lai à, và cho cô Đông và cô Thu Gửi à, gửi 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 cho cô Thu và cô luôn Đông rồi cô Thu, là trong đó người tên cô Thu là ở Đà Nẵng. Vậy thì bây giờ cái mối liên quan Ôi không bị à cái nói mối liên quan bây giờ hả, bây giờ không là ở với chị không nuôi. ý ý em đang nói đó là thì anh nói cho nên là em để cho anh nói, có nghĩa là cái mối liên quan ở đây đó là có một người cô hoặc là gì gì đó bên bà con á, là tên Hạnh và tên Phúc, còn tên người mẹ thì không biết, và có khả năng người Đúng tên rồi. Hạnh và tên Phúc đó là ở miền Tây. Đây là Đúng rồi. bên cô hay là chú hay là dì hay cậu gì đó. Bên ngoại gì đó. Có nghĩa là mẹ dẫn anh từ hướng miền Tây ra ở ngoài miền Trung Trang. đi làm sở Mỹ ngoài đó. Là ở Nha Trang á, miền Trung là Nha Dạ, Trang á. là Nha Trang, cụ thể là ra Nha Trang, Khánh Hòa Nha Trang. Cái hầu lúc mẹ đem tới cho là ở đường bạn Ở đường Nha Hồng Trang. Bàng, Nha Trang. Và lúc đó đó thì sau là anh mẹ gửi anh trong cái tình huống như thế nào? Mẹ gửi anh trong tình huống là mẹ nói là mẹ bệnh, rồi mẹ gửi mẹ đi 3 ngày mẹ quay lại, rồi cái mẹ đi luôn.
vì đi Dạ. Yeah. Tức là gửi cho người nuôi là đó. ai? Là một Nguyễn người Thị tên Bảo, Đông với một Nguyễn Thị người tên Đông. Thu á, gửi cho À. hai người bạn của mẹ. Hai người bạn Nãy là đồng của mẹ. nãy giờ thì em cứ ngỡ là cho cái người em lai đó mới là gửi cho cô Thu và cô Đông, em cứ tưởng là cho người. Gửi hai anh em luôn. Xong sau này cái người tên Đông á là mới cha chồng của chị đi về Vạn Ninh, là cha em trai của người chồng chị, là bây giờ bà Đông đó bà còn, nhưng mà bà ở bên Mỹ mà bây giờ bà lẫn rồi, kiểu như Dạ. là bây giờ Yeah. bà lẫn, Dạ. bà cũng tám mấy. À vậy là cho cả cái em lai đó, và gửi cả em lai và gửi cả anh, đây là anh luôn, đây là cho bà Thu và bà Đông đó. Nhưng mà cái anh luôn đây hồi nhỏ anh nhớ là anh tên Phước, rồi mấy bé Dạ. nuôi mới đặt luôn. Đó của mẹ gặp. Hồi nhỏ là tên Phước, rồi bây giờ đây là bé bé nuôi đặt tên luôn. Dạ. Tên Phú với tên Phượng. Con Còn đứa em đứa lại đứa á. em lai là tên Phượng, đứa em lai tên À. Phượng. Đó. Em lai tên Phượng là sinh năm 1966 ha. À, Sáu đúng vậy. Dạ. Là coi coi đó đón đón đi không vào năm đó. Dạ, rồi em nắm được cái thông tin trên cơ bản rồi thì em sẽ cập nhật, cũng hy vọng rằng là có những người liên quan, cũng hy vọng rằng là anh sẽ kiếm được em Phượng của anh, đó là cái hy vọng cao. Còn về cái việc mà kiếm mẹ thì thật sự là em nghĩ là mẹ Đúng chắc lớn tuổi lắm rồi, mẹ lớn tuổi lắm rồi đó. rồi. Mẹ chắc cho 80 á, cũng mới Giờ rồi. như tìm mấy này con của nhà cô, nhà cậu, nhà chú, nhà bác đồ ạ. Các con á Dạ. thì tìm được Dạ. rồi. Rồi, do cái mạng bên chị cũng hơi yếu nữa, cho nên là em xin tóm gọn cái câu chuyện vậy thôi chị ha. Rồi có ai báo gì thì em cho gia đình mình hay nha. Chị cảm ơn gia đình Tấn Quỷ, chị Rồi, chúc gia đình ăn Tấn luôn. Quỷ hạnh phúc mạnh khỏe, rồi chị cầu cho mong cộng đồng mạng chia sẻ giùm cái video đây, rồi gia đình chị cũng xin hậu tạ ai là người chỉ đó là được 10 triệu. Rồi chị xin Dạ. chúc sức khỏe toàn tất cả cộng đồng mạng với gia đình Tấn Quỷ. Dạ. Em ơn Tấn Quỷ. Dạ. Chị lúc anh chồng chị chưa bệnh nào biết tới giờ luôn, anh chồng chị bệnh 3 năm rồi á Dạ. mới liên lạc được với Quỷ á. Dạ. Coi Tấn Quỷ ơi, coi coi kênh Tấn Quỷ Thôi Dạ, thôi em chị xin cảm ơn lỗi. Quỷ nha. Dạ, em xin lỗi bởi vì nhiều việc Chào quá đó, nhiều việc quá nên nay em mới tiếp chuyện được. À, xin lỗi cộng anh chị. đồng Chào cộng đồng mạng, chúc Dạ sức dạ khỏe, rồi. hạnh phúc, mạnh khỏe. Dạ 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 dạ. Dạ dạ rồi. Dạ, rồi chào anh chị. Chào Dạ.